Với hành vi này mình quyết định quýnh dài ngắn dài dằn nha anh em, dằn gần 2 phê á. Rồi ra một cái hành vi này cũng là sườn ấy, nhưng mà cần phải xử lý né đá thì mình cũng cố gắng xử lý cho vàng đi ngắn dài ngắn về nút 2 giữa chạy lên đó, nhưng mà nó vẫn bị coi trong thì nó sẽ xảy ra hiện tượng đá, nhưng mà nó có yếu tố may mắn ở trong hành vi này. Vậy là đã trúng rồi. Bây giờ mà cũng yếu tố may mắn nó cũng mang đến cho mình rất là nhiều cái điều bất ngờ. Rồi hành vi này quýnh về 20, về 17 à, 7-18 này. 7-18 à. Nhảy lên. Rồi một hình bi cúp, bi này mình không muốn đỏ nha, mình muốn vàng, ưu tiên bi gần, cúp ngắn dài ngắn. Bi đó muốn chừng 2 phê đủ rồi. Rồi một cái hình bi này cúp tiếp, né đá, hình bi này né đá, cúp vô gần dậu là trúng. Ngồi thì cũng đánh, ở được cái dê vô chồng. Hình này uống rõ ràng, một cây dê đi đâu ngoài, hai cây dê vô chồng. Rồi đàn bi là quá sườn luôn nè. Bi này 20, 22 trúng hết. Uống vô cỡ 8, 10 cũng được. 2 phê đó. Rồi hất con vàng ra. Hất con vàng ra, xu hướng là giữa vàng. Mình sẽ có cái hình nó thuận lợi. Bây giờ quýnh ngắn dài ngắn, mục đích là hấp đỏ ra vàng ra giữa bàn này. Bây này quýnh 2,5 phê thôi. Okay. Rồi. Những cái hình bi lơi khơi về cái điểm trúng nó khá là khó chịu nè, nó liên quan tới điểm xuất phát. Nên hình bi này mình quyết định quýnh cỡ 7 trúng, mình xuất phát ở đâu đó gần 20, 3 phê luôn nè. Ta đi ngược thôi, mình sẽ là 3 thôi. Rồi, đỏ ra giữa bàn. Hình bi này cũng mỏng thiệt là mỏng mới trúng nha anh em. Quyết định là coi như mỏng muốn hết nha. 5-7 trúng nha. Đã nè. 5 trúng. Hướng nha, hướng xíu phê. Cũng lên 10 luôn mà nhờ cái lực chậm mà nó co lại. Rồi bên này tiếp tục là cái điểm trúng vẫn là 10, cũng mỏng ha, cắt cây dè ha, ở lúc này là khá là ấm tay ha, nên lực đánh nó cũng mềm mại. Tiếp tục là một hình bi cúp, bi này cúp vô cỡ 2-3. Nằm cũng ok, nằm ở mép dưới nè, 2-3 chúng ngày đầu. Rồi tiếp tục là hình bi ngắn dài ngắn, không muốn vàng, tại vì vàng này nó hơi ngột chút xíu, sẽ quyết định đúng đỏ luôn, đúng 3 phê luôn rồi nè. Đúng về 7-8 với con 3 là trúng rồi, 3 phê lắm nha. Rồi, đỏ là vị trí khá là đẹp rồi, nó không bị dính băng. À, nhưng mà trúng hình bi này cũng khá khó chịu, con cây dê nó bị con đèn nó bị con băng nè, nên là mình quyết định là quýnh không có phê á, mình sẽ chọn cú đánh không có phê á. Mình né đá. À, bi nó có xuống nó dựng xuống rồi nè. Rồi à, hành bi này a băng không được, mình sẽ quyết định quýnh đỏ dài ngắn dài không có phê. Ta muốn quýnh không có phê tầng âm ba, thật ra là hướng nhẹ bên phải á, tầng âm ba nhanh tay, nhanh tay căng ngang qua.
Cũng chậm là nó tụt lên à. Rồi hai bi giữa bàn tiếp, những hình bi rất là thuận lợi. Bi này chờ điểm trúng đâu đó cỡ 20, mình có thể chạm vô 40, chạm vô đâu đó cỡ 20. Giờ là 20. Anh cũng ba phê này. Ba phê cao lắm đây. Rồi, chúng cái mép này nó cũng đẹp rồi. Chứ nếu mà chúng nguyên con nó hất xuống thì chưa biết nó ra hình gì, chắc chắn là nó cũng sẽ hơi khó. Tuy nhiên chúng mép này thì mình thuận lợi hơn, mình sẽ xử lý về đâu đó cỡ 12, 13 23, 15 dẫn chúng anh em. Biên điều là quá bự rồi, vàng quá bự rồi. Vàng hở là bự lắm rồi. Rồi, mày là có điểm. Rồi ra hành bi này mình tính toán mình sẽ quyết định quýnh hai gãy tay quýnh mỏng nha, mỏng bén hai gãy. Tại vì nó gần nữa nên là cái tay nó hay đủ nhạy, không nó bị đúp, không quýnh mạnh được. Quýnh mạnh thì nó không có nhạy nên là quýnh quýnh lỏng đây, sau quýnh nhanh tóc nhanh. Rồi ra hành bi này mình quyết định quýnh hai gãy nè, quýnh về gần 20 luôn. 20 thì nó rớt về cỡ 17, 17 của con tư. Rồi, lúc này là cũng đã ghi được khá khá nhiều điểm rồi, 18 điểm rồi. Tuy nhiên ở thời điểm này có một anh khách đang nhờ mình cấp kèo giùm nên hình bi này là quá ngon luôn á, mình cũng hơi bị phân tán nè, mình còn đang cấp kèo cho anh em đánh thiếu tập trung ở hình bi này, đang nóng tay hình bi này, mình cảm thấy nó rất là dễ luôn á, nhưng mà nó bị lố ha, chạm nó hơi cao, chạm cao hơn để mình mong muốn, thì là kết thúc cái chuỗi series 18. Cảm ơn anh em đã theo dõi ha.